Dạ, con xin chào cô chú các bác anh chị gần xa nha. Thì hôm nay cháu tiếp tục về được một số cây nguyệt quế, có hai cây lớn thành phẩm với cô chú, với được 5 cây phôi, với một số cây chiếu thủy trung nu mật khỉ, với 4-5 cây trang vàng lá nhỏ cô chú, muốn phục vụ cho cô chú ha. Thì số điện thoại của cháu là 0939707168, số thứ hai là 0939666045, hai số đều là Zalo của cháu nha cô chú. Chương trình của cháu hai cây lớn thì cháu chỉ bao ship 200 cây số rồi ha, còn nếu mà xa nữa thì cô chú mình thương lượng giá cả ha, rồi có hỗ trợ cho con chút xíu phí ship thì được ha. Rồi con xin phép vô cây số 1 ha, nguyệt quế lá sắn bông chùm nha cô chú, nguyệt quế lá dúng bông chùm ha, cây rất là siêu hoa ha cô chú, cây này thì nó mới vừa xong một đợt hoa ha. Đó, nó mới vừa xong một đợt hoa. Cây này mà nó nở hoa một cái là thơm bát ngát nhà luôn nha cô chú. Cây rất là đẹp nha cô chú. Quay nhạo là sửa từ nhỏ hết ha. Thân rất là lắc lượng ha. Cây vàng đế rất là đẹp luôn cô chú ơi. Dạ, rất là đẹp ha, quay nhạo là sửa từ nhỏ ha. Đế rất là đều ha cô chú, đế đều 24 giờ ha. Thì nó có một cái chỗ này nè, nhưng mà nó liền hết trơn cô chú, nó sành đá hết trơn rồi cô chú ơi. Đó. Đây chỗ này thì nó cũng cái thân thì nó cũng sành hết trơn ha, đang kéo ha cô chú. Đây kéo 2 mét hết trơn ha, nó sành đá cứng ngắc ha, lâu năm ha, không ngục nha cô chú. Đó. Cái cây này nói chung là quá đá hết trơn rồi, cứng ngắc hết trơn. Đế thì đều 24 giờ ha. Rồi con xin phép đo thông số ha, rồi con nhờ anh quay qua vòng nữa ha. Cái hoành tại vị trí này được 70 nha cô chú. Đây. Quay vòng ha. Đây, đo trên cổ đế luôn ha. Đó. Đó, đo trên cổ đế luôn ha. Đo xuống đây chắc cũng cả rất là to ha, để con đo xích xuống. Nguyên cái cổ đế của em nó được 85 nha cô chú. 85 ha. Đó, tại vị trí này hả cô chú. Rồi, con hảo cái chiều cao. Chiều cao thì nó pha tầm khoảng chừng 2 mét, cỡ 2 mét rưỡi á cô chú ơi. Tới mặt bầu ha, cả 2,5 mét ha, tán ngang nó 1,5 mét nha cô chú. Cây này thì cháu xin bao ship cho cô chú 200 cây số ha, nếu xa nữa thì cô chú phụ cho cháu chút đỉnh tiền ship ha. Tại mấy cây này thì đi xe tải không nha cô chú. Dạ. Bông rất là siêu bông heo chú nè, bông mà nó chùm nè, cây này nó mới ra đợt bông ha. Nói chung cây này là nó thần chậu nha cô chú, con nuôi ở trong bầu này là hình như là gần 1 năm trời nha cô chú, trong bầu ha. Cây này về cô chú vô chậu trồng bình thường ha. Nè cô chú nhìn cái rễ cám mà nó phúng ra dữ lắm rồi ha, đây rễ cám mà nó lội ngoài hết á ha. Tại con có ấm một lớp xe dừa rất là dày ha, nhưng mà bây giờ nó ra rễ cám rồi nè. Đó, mịt chân ha. Đó.
Rồi cây nguyệt quế lá sắn bông chùm mã số 1 này cháu xin giao lưu với cô chú là 18 triệu ha. Cháu bao ship 200 cây số với cô chú. 18 triệu ha. Rồi cháu xin phép đổi cây cô chú. Vô anh em ơi. Xuống đây đi. Vô đây chú. Lại, lại. Đánh cây này nè. Đẩy xe ra chút lấy xe qua luôn hả? Lấy ngay ra, ngay lấy cái đầu ra, ngay ra mình khiêng qua. Rồi rồi. Đó, đứng xếp quá, xếp quá. Đứng xếp quá. Chưa, để nóng cả. Rồi chưa? Có đó. Đâu? Được chưa? Chưa. Nghe giữa chưa? Giữa chưa? Qua. Cây rất là nặng cô chú. Rồi. Rồi ngay đó. Ok. Rồi tiếp theo là mã số 2 cô chú. Cây ơi ngã. Anh phụ vịnh tiếp em cho. Dạ thì con kia chút. Đây chút xíu khoan. Dạo bản tiếp cả. Khoan chưa. Đang có chỗ nắm nè khoan. Chưa. Đó. Chạy gì nghi thôi. Qua em nè. Giá cao lên nó không có cái ấy. Động được. Được chưa? Cái bàn nó không nghe chứ. Cái bàn nó lắc má. Lắc rồi. Chim. Nặng quá cái bàn rồi. Nó lắc. Mình quay mình dịnh. Vô quay vô dịnh đi. Hai người dịnh đi. Ừ anh dịnh đi. Mấy cây nặng lắm cô chú, thông cảm với cô chú. Cây rất là nặng ha. Nhờ hai anh dịnh tiếp mới được cô chú ơi. Đó. Nguyệt quế lá sắn bông chùm hả cô chú. Cái cây này mâm xây mà chịu không nổi. Đây bông nó là siêu hoa luôn nha cô chú. Bông chùm chùm luôn ha. Đó. Rất là thơm hả cô chú. À, cô chú nhìn hoa nè. Tàn đó nghe cô chú. Cái cây hổm gà là nó nở 4 ngày rồi. 4 ngày nó muốn tàn hết rồi. Chậm. Rồi để cháu đo thông số đi rồi cháu quay là một vòng cho cô chú tham khảo lại. Tại cây rất là nặng ha. Đây hoành tại vị trí được 79, 78 nha cô chú. 78 ha. Đây để cháu quay qua vòng lại. Đó. Đó, nghe eo luôn ha. 78 ha. Nhích lên trên tí xíu là được 75 nha cô chú. 75 ha. Đó. Rồi tán ngang. Cái tán ngang thì được 107 nha cô chú. Chiều cao là chắc khoảng gần tới độc chủ nó khoảng 8 nha cô chú. Chiều cao ha. Rồi. Dạ cháu quay lại vòng nữa ha. Dạ, đế chảy đều lắm nha cô chú, đều hết trơn ha. Đó. Ờ kéo xe lại đi rồi qua. Lấy đại lên. Cây rất là mạnh nha cô chú. Cây này nuôi trong bầu lâu lắm nha cô chú. Đó. À, cô chú nhìn hoa nè. Nở 4 5 ngày nó muốn rụng hết trơn rồi, nó muốn tàn hết trơn hoa này. Nó mà mỗi lần nó nở một cái là bích chịch ra nha cô chú. Hoa là thơm.
Rồi cây mã số 2 này thì cháu xin giao lưu với cô chú là 21 triệu ha. Cháu bao phí ship 200 cây số nha cô chú. 21 triệu ha. Cây rất là nặng nha cô chú. Hai cây này thì cháu chắc đi xe tải không nha cô chú. Rồi cháu xin phép đổi cây ha. Rồi. Vô. Chưa, để bên kia nắm. Rồi chưa. Rồi. 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 Rồi đẩy vô đó đây để quay. Rồi xong rồi đó. Rồi tiếp theo là mã số 3 cô chú. Chạy cây hơi nặng cô chú á. Cô chú thông cảm giùm cháu ha. Đó. Tiếp theo là mã số 3 cũng là nguyệt quế lá chung bông chùm ha. Lá dúng bông chùm nha cô chú. Cây này thì hàng lên tược sống khỏe ha. Những hàng này thì về cô chú cứ để nguyên gì ha. Tại vì con có ấm sờ dừa với cháu à, lớp dưới với lớp hông hết trơn rồi. Cây rất là mạnh ha, cô chú nhịn mặt cắt nè. Clip. Đó, mặt cắt xanh lẻ trơn ha. Rất là mạnh ha. Để thì đều cô chú. Gình hai cây thở như chó à. Mệt. À, nguyệt quế lá sắn bông chùm ha. Cái cây này con cắt về cô chú nữa nuôi về, cứng là đệm là ok ha. Đó. Mặt tiền ha cô chú. Lấy mặt tiền ha. Rất là đẹp ha. Đó, cành 1, cành phong, cành 2 đều có ha. Cành 1, cành 2, cành 3 đều có, đầy đủ ha. Quen gì không biết thấy mấy cành không anh thấy ha. Đế thì đều ha, gom một cục luôn nha cô chú. Rồi cháu xin phép đo thông số ha. Rồi cái hoành thân tại vị trí này là được 44 nha cô chú. 44 tại vị trí này ha. Đó. Cái chiều cao lên tới cái đọt chủ là được 60 ha. Cái tán ngang tới cái đọt chủ là được 60 luôn ha. Đó. Cây đế rất là đều ha cô chú, nguyên một củ luôn ha. Rồi mã số 3 này cháu xin giao lưu với cô chú là 3.900.000 ha. 3.900.000. Cháu bao phí ship ha. Cây này thì cháu bao toàn quốc cho cô chú ha. Rồi tiếp theo là mã số 4. Tiếp theo là mã số 4 ha cô chú. Nguyệt quế lá sắn bông chùm ha. Những cây này thì về cô chú cứ để nguyên vì khoan nó trồng ha. Tại vì con có xử lý ba cái phân thuốc phân đồ trong đấy trơn rồi. Sơ dừa đồ hết rồi. Đó. Để rất là đều ha cô chú. Nguyên một củ luôn ha. Rồi cháu xin phép đo thông số ha. Cái hoành tại vị trí được 47 cô chú. 47 ha. Đó. Chiều cao lên tới cái đọt chính là được 60. Tổng cái tán ngang là được 60 luôn nha cô chú. Để rất là đều ha cô chú, cây rất là lùng lực ha. Rồi mã số 4 cũng có giá là 3.900.000 nha cô chú. 3.900.000 ha. Cháu bao phí ship toàn quốc cho cô chú ha. Rồi tiếp theo là mã số 5, cũng là nguyệt quế nha cô chú, lá chung bông chùm ha. Cây rất là lắc lượng, đế rất là đẹp hả cô chú. Cây rất là đẹp ha. Những cây này về cô chú vô chậu trồng bình thường ha. Đó. Cái cây nào thì vô chậu trồng được thì cháu nói vô chậu trồng được ha.
Cái hoành tại vị trí này được 41 nha cô chú. 41 ha. Đó. Cái chiều cao là được 100 ha cô chú. Cây cái thân lắc lượng lắm ha cô chú. Cô chú nhìn cái độ già cây cô chú biết rồi ha. Nó nổi cục cục nè. Độ già đó nè. Rất là già. Rồi mã số 5 này cháu xin giao lưu với cô chú là 2.900.000 ha. 2.900.000 cháu bao phí ship ha. Rồi xuống kèo. Những cây này phí ship rất là nặng nha cô chú. Mã số 6 nguyệt quế lá sắn bông chùm ha. Rồi cháu xin phép đo thông số ha. Hoành tại vị trí được 38 nha cô chú. Chiều cao là được 68 ha. Rồi mã số 6 này cháu xin giao lưu cô chú là 2.500.000 ha. 2.500.000. Mã số 6 2.500.000 ha. Rồi xuống kìa. Rồi tiếp theo là mã số 7. Tiếp theo là mã số 7. Cây này nguyên một củ bạc luôn cứng con cô chú ơi. Nguyên bạc luôn. Rất là đẹp ha. Để em gà nó đóng dáng nhện. Để em gà đóng dáng nhện. Cây thì lên tược sống khỏe ha cô chú. Mã số 7 ha. Rồi cháu đo thông số cái đi rồi cháu quay lại vòng nữa ha. Cái hoành là được 44 nha cô chú. 44 ha. Chiều cao tới độc chủ là được 70 nha cô chú. Cái tán là được 47 nha cô chú. Mã số 7 cháu xin giao lưu với cô chú là 3.200.000. Mã số 7 ha, 3.200.000 nha cô chú. Cây này rất là đẹp ha. Nguyên một củ. Rồi, tiếp theo là mã số 8. Đường cái kết là nè. Mã số 8 ha. Đây, làm cào thế đi. Dễ quay. Tại nãy mấy cây bự ginh lên hay cực ha cô chú. Còn để dưới đất ha. Mã số 8 ha. Là trang vàng lá nhỏ ha. Trang vàng lá nhỏ mã số 8 ha. À, cây này thì cháu nuôi cho cô chú sẵn ha. Cái hoành được 21 nha cô chú. Chiều cao là được 27 ha. Rồi mã số 8 có giá là 500.000 nha cô chú. Cháu bảo phí ship ha. Rồi xuống cây. Tiếp theo là mã số 9 ha. Tiếp theo là mã số 9, trang vàng lá nhỏ ha cô chú. Mã số 9 trang vàng lá nhỏ. Rồi, chiều cao là được 22. Cái hoành nó là được 20. Đó. Cái củ rất là nở ha cô chú. Cái củ là được 26 ha cô chú. Nguyên củ á. Rồi mã số 9 này có giá là 550.000 nha cô chú. Cháu bao phí ship ha. Rồi xuống cây. Tiếp theo là mã số 10. Rồi cây này nguyên một bệ luôn cô chú ơi. Mã số 10 ha. Trang vàng lá nhỏ ha cô chú. Chiều cao là được 22. Hoành là được 23. Đó. Rồi mã số 10 có giá là 600.000 nha cô chú. 600.000 mã số 10. Rồi xuống cây. Tiếp theo là mã 11. Trang vàng lá nhỏ ha. Mã 11 trang vàng lá nhỏ. Nguyên bể luôn ha. Chiều cao là được 22.
Cây này cái cũ dữ lắm nha cô chú. Cái cũ nó 30 nha cô chú. Đây. Rồi mã 11 này cháu xin giao lưu cô chú là 700 ngàn ha. Rồi xuống cây. Tiếp theo là mã 12. Tiếp theo là mã 12 cô chú. Trang vàng lá nhỏ ha. Rồi con xin phép đo chiều cao ha. Chiều cao là 18. Cái hoành 18 luôn ha. Mã 12 có giá là 450.000 nha cô chú. Cháu bao phí ship ha. Rồi xuống cây. Tiếp theo là mã số 13. Trang vàng lá nhỏ. Cây cũ rất là to ha cô chú. Mã số 13. Trang vàng lá nhỏ ha. Rồi cháu xin phép đó. Đo chiều cao là được 24. Cái hoành là 22. Mã 13 có giá là 600 ngàn nha cô chú. Cháu bao phí ship ha. Rồi xuống cây. Tiếp theo là cháu lên chung nu mặt khỉ nha cô chú. Chung nu da đen lá lớn mặt khỉ nha cô chú. Đó. Cây về cô chú cắt lùng lại chơi ha, rất là đẹp ha. Nói chung chứ thủy mà cắt nó mau lành lắm cô chú ơi. Cô ý mà con cắt mới có chưa được tháng nữa mà cô chú thấy nó kéo mà cắt sẹo nè. Rất là mạnh cô chú, đừng có sợ mà nó như mấy cây kia nuôi mà lâu. Chứ thủy rất là mau ha. Chiều cao là được 29 ha. Hoành tại trí được 24 nha cô chú. 24 ha, nguyên cũ luôn ha. Rồi mã 14 này cháu xin giao lưu của cô chú là 400 ngàn. Rồi xuống cây. Tiếp theo là mã số 15. Mã số 15. Chiếu thủy chung nu lá lớn mặt khỉ cô chú. Chiều cao 20. Cái hoành tại trí này được 26 ha. Cái củ rất là to ha cô chú. Rồi mã 15 có giá là 400 ngàn. Rồi xuống cây. Tiếp theo là mã số 16. Mã số 16 ha. Rồi cháu xin phép đo thông số. Chiều cao 17 ha. Tổng cái hoành là được 25 ha. Rồi mã 16 cũng có giá là 400 ngàn. Cháu bao phí ship ha. Tại vì còn có mấy cây thì cháu bán sổ cho cô chú luôn ha. Đó, đồng giá chiếu thủy là đồng giá 400 ngàn ha. Bán giá sổ cho cô chú luôn. Rồi cháu xin phép đo chiều cao. Cây thân lắc lượng lắm nha cô chú. Chiều cao 42. Hoành là 16 ha. Rồi mã 17 cũng có giá là 400 ngàn. Rồi xuống cây. Tiếp theo là mã số 18 ha. Mã 18 ha. Chiều cao là 22. Cây này cái cũ dữ lắm ha cô chú. Hoành là 22. Cây này cũ rồi. Rồi 18 cũng có giá là 400 ngàn. Tiếp theo là con lên sam. Linh sam siêu bông cô chú. Linh sam siêu hoa ha. Có đệm một nước dây nha cô chú. Cây đi tới đi lui nó đụng dạ mình ra sau mình tưới cô chú rồi nó đi tới đi lui cái đầu nó bị ấy ha. Lấy hai cây thôi. Cái cây tới cây 22 thôi. Dán 20 dán ha. Ừ, lấy cây đó nữa được rồi. Đổi lại đi, dán số qua lại. Không có, dán cái số qua đó. 19, 20. Đó, mã số 19 ha cô chú. Ở dán 20 qua. Rồi, cháu xin phép đo chiều cao ha. Cháu có hai cây lên sao mà nghe cô chú. Chiều cao 24 ha. Cái hoành là 23 ha. Đó. Linh sam siêu bông. Rồi, có giá là 400 ngàn luôn nghe cô chú. Cháu bao phí ship ha. Đó, rồi xuống cây.
Rồi cháu lên cái cây linh sam siêu bông cuối cùng ha. Rồi được rồi. Đó. Cây cháu có để một nước dây ha. Hái cây nó hồi đem ra sau đi, chiều cao là 26 ha. Cái hoành được 11 ha. Rồi mã số 20 có giá là 450.000 hả cô chú. Cây rất là đẹp hả cô chú. Thân rất là đẹp ha. Rồi thì cuối clip thì cháu xin chào cô chú các bác anh chị nha. Cháu chúc sức khỏe cô chú các bác anh chị. Dạ cháu xin hết rồi.